Nộp thuế điện tử đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile. Bước 1. Quý khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile, chọn tính năng thuế, phí dịch vụ công. Bước 2. Tại màn hình tính năng thuế và phí dịch vụ công, quý khách chọn nộp thuế điện tử. Bước 3. Quý khách truy vấn thông tin thuế bằng mã số thuế hoặc số quyết định. Bước 4. Kiểm tra thông tin các khoản thuế chưa nộp, chọn khoản thuế cần nộp và bấm nộp thuế. Bước 5. Quý khách vui lòng nhập các thông tin nộp thuế điện tử bao gồm chọn tài khoản thanh toán, loại hình nộp thuế, kiểm tra thông tin chi tiết khoản thuế và ấn nút nộp thuế. Bước 6. Nhập SMS OTP hoặc Shop OTP để xác thực, hoàn tất giao dịch và nhận kết quả giao dịch.